Nhìn gì vậy? Tốt quá, khiêng cái quan tài. Nhìn gì mà nhìn? Lấy đồ. Vào rồi, vào rồi. Mau đi thôi. Sư phụ, hay sư phụ đi trước, con thấy còn sót gì đó. Được, vậy làm nhanh lên. Gió thổi, đầu nghiêng. Bảy ngày sau, trời xuống. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Viết em yêu anh đi. Đông Sinh, thế nào? Lại kiếm được một chỗ rồi phải không? Muốn ăn nhà hàng nào em mời. Được đó. Nhà em, nhà anh, hay là nhà trọ? Sao cái tật anh cứ như vậy? Cổ anh sao thế? Không sao, có thể là bị sái cổ. Tìm tìm massage nào đó, massage một chút là ổn thôi. Hay là em massage cho anh nhé. Có tin là em bẻ gãy cổ anh không?
Alo. Cái gì? Sao vậy? Hắn nói sợi dây chuyền này là của hắn. Hẹn anh gặp mặt ngay. Em đi cùng anh. Đi. Anh là Đông Thắng đúng không? Đúng, là tôi. Đây là bạn gái Ngọc Nhi của tôi. Mời ngồi. Ba chị uống gì ạ? Một ly cappuccino. Cảm ơn. Sữa đậu nành, không thêm ngò. Mặc kệ anh ấy, cũng giống tôi. Tôi không uống, cảm ơn. Bổn xỉn, không muốn móc tiền. Sao anh cứ nghịch hoài thế? Anh có thể đừng nghịch như thế được không? Em không thích anh nghịch sao? Em thích nghịch, nhưng không thích anh. Cảm ơn. Mời dùng tự nhiên. Chúng ta tự giới thiệu đi. Tôi tên Tứ Tượng, là sứ giả ma quỷ của Phong Thành Đô. Thật xin lỗi. Không sao, anh ấy không phải là người đầu tiên có phản ứng này. Anh vừa nói cái gì? Sứ giả của Phong Thành Đô. Phong Đô Thành chính là âm tào địa phủ mà các người hay nói đến. Tôi làm việc ở đó. Phong Đô Thành là bệnh viện tâm thần đó hả? Ngọc Nhi, mình đi. Nếu anh không tin, tôi có thể chứng minh cho anh xem. Đây là gì vậy? Đây là đất âm phủ tôi vừa mới mang lên. Chỉ là trò tiểu xảo. Tay phải không có phải không? Tay trái không có phải không? Biến. Một đóa hoa. Hôm nay chỉ chơi đến đây thôi. Chúc anh mạnh khỏe. Đi thôi. Cổ của anh Đông Sinh gần đây có chút không thoải mái phải không? Đúng vậy. Bị sái cổ. Bị sái cổ. Ngày nào cũng bị sái cổ sao? Anh không phát hiện cổ của anh mỗi ngày đều nghiêng hơn sao? Tôi cứ nghĩ đó chỉ là nằm mơ mà thôi. Đó chính là gió thổi đầu nghiêng. Được, chúng tôi tin anh là sứ giả của Phong Đô Thành. Vậy anh có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc là vì sao không? Chính là vì sợi dây chuyền này. Tên của sợi dây chuyền này là Tử Lưu Sương. Chủ nhân thật sự của nó là hoàng hậu của hoàng đế Lý Dục nước Nam Đường, Đại Chu Hậu. Đại Chu Hậu, thế nào? Cô biết bà ấy à? Đại Chu Hậu là hoàng hậu đầu tiên của hoàng đế Lý Dục nước Nam Đường, tuyệt thế giai nhân. Có thể nói bà tài sắc vẹn toàn, rất giỏi đàn tỳ bà. Bà có một cây đàn tỳ bà vô cùng nổi tiếng, tên là Tiêu Chỉ Cầm. Có thể nói hai người họ trai tài gái sắc. Đại Chu Hậu có thể tức cảnh sinh tình, vừa đàn vừa sáng tác. Lý Dục tuy không giỏi làm hoàng đế,
Nhưng về chữ nghĩa thì thiên hạ vô địch. Ông ấy có thể dựa theo tiếng đàn của Đại Chu Hậu phóng tác thành thơ, để lại rất nhiều bài thơ nổi tiếng. Nhưng không biết vì sao Đại Chu Hậu lại qua đời khi còn trẻ. Bà ấy chết vì oán giận và đố kỵ. Nam Đường có một báu vật truyền quốc, chính là Tử Lưu Sương mà anh Đông Sinh đây đeo trên cổ. Sợi dây chuyền này chỉ có thể truyền cho hoàng hậu. Nhưng đột nhiên có một ngày, người phụ nữ đó lại còn là muội muội ruột của Đại Chu Hậu, Tiểu Chu Hậu. Chết tiệt, lớn bé đều xử à? Sau khi Đại Chu Hậu qua đời, Lý Dục đau khổ tột cùng, cho Tử Lưu Sương làm vật tùy tán với bà. Nhưng mà thế sự khó lường, Đại Chu Hậu oán hận mà chết, sau khi chết lại bị cưỡng bức, oán khí ngưng kết lại trên Tử Lưu Sương. Phàm là những người đàn ông từng đeo sợi dây chuyền này, 7 ngày sau sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Chân chết khi đang ngủ. Thành Cát Tư Hãn bị sét đánh mà chết. Từ Cát chết vì mắc nghẹn. Còn có Lưu Bác Ôn, Thích Kế Quan, vân 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 vân. Bọn họ đều từng sở hữu sợi dây chuyền này sao? Diêm Dương biết được tin sợi dây chuyền này lại xuất hiện trên Dương Gian, nên lệnh cho tôi lên đây lấy vật này về. Lấy đi, mau lấy đi đi. Cảm ơn. Chờ đã, anh mang sợi dây chuyền đi rồi, vậy tôi, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Hắn nói còn gặp mặt nghĩa là sao? Lưỡng nghi phái Mao Sơn Đạo là một nhánh của đạo giáo. Tương truyền tổ chức của họ rất nghiêm ngặt, môn đồ cực kỳ ít. Những môn đồ có cấp bậc cao làm việc ở thiên đình, môn đồ cấp bậc thấp chờ lệnh dưới âm phủ, cũng chính là sứ giả ma quỷ mà chúng ta nói. Tứ tượng mà hai người nói, theo tôi suy đoán, có lẽ cũng là một sứ giả ma quỷ. Công việc của họ là chuyên lên Dương Gian đòi mạng, đưa về âm phủ. Bọn họ không phải người, cũng không phải quỷ, không ăn giấy tờ tiền bạc của người, nhưng có thể đi lại hai giới âm dương, xuyên không cổ kim, lên Dương Gian đòi mạng. Hắn nói sẽ gặp mặt lại, vậy nghĩa là hắn sẽ lấy mạng của tôi. Tiêu rồi, tiêu rồi, sắp chết rồi. Hà Hoa, có cách nào chỉnh cái đầu của tôi thẳng lại không? Cách thì không phải là không có. Đó chính là bắt đầu từ bây giờ, anh đừng đi ngủ. Người sống sao có thể không ngủ được chứ? Anh muốn ngủ cũng được, anh nằm bò mà ngủ, để ma nữ thổi một bên còn lại của anh, vậy thì đầu của anh sẽ được thẳng lại rồi. Hà Hoa, cô là ma thổi đèn mà ma nữ đó mời đến à? Tôi đã bị như thế này rồi, cô còn lấy tôi ra làm trò cười. Bà cô Hà Hoa của tôi ơi, vấn đề này cũng không phải không có cách. Có thể, có lẽ là có một cách. Thẳng lại rồi kìa. Hà Hoa, cô dùng phép thuật gì thế? Làm đại. Hà Hoa, đừng đùa nữa, mau nghĩ cách gì đó đi. Tuy tôi là đạo sĩ, nhưng tình hình hai người cũng biết rồi, pháp lực tầm thường, năng lực yếu kém, thật sự là tôi không có cách nào hết cả. Tôi có cách. Cách gì?
Bốn tháo cúc thì phải đi hỏi người thắt cúc. Nếu bọn họ không đi trộm mộ thì sẽ không cưỡng sát, không cưỡng sát thì sẽ không trộm sợi dây chuyền, không trộm dây chuyền thì dây chuyền sẽ không lưu truyền tại thế, không lưu truyền thì sẽ không rơi vào tay của Kim Tử, không rơi vào tay của Kim Tử thì sẽ không rơi vào tay của anh, không rơi vào tay anh thì anh sẽ không chết. Cho nên tôi phải xuyên không về Nam Đường ngăn chặn tên trộm mộ. Thôi tôi chết cho rồi. Tôi nói này Ngọc Nhi, cô đúng không hổ danh là tiểu thuyết gia, xuyên không mà cô cũng có thể nghĩ ra. Không phải lúc nãy cô đã nói rồi sao? Tứ Tượng là môn đồ của Lưỡng Nghi giáo, hắn có thể du hành thời gian, quay về quá khứ. Chúng ta mà tìm được hắn, không phải sẽ có thể xuyên không hay sao? Sao em không chịu nói sớm, để anh lưu lại số điện thoại hay Weibo gì đó? Bây giờ anh phải đi đâu mà tìm hắn đây? Không phải hắn nói rồi sao? Hắn làm việc dưới âm phủ, chúng ta đến chỗ hắn làm việc tìm hắn là được rồi mà. Xuống âm phủ, nhưng ai mà làm được chứ? Tôi làm được. Hai người nhanh lên. Đến đây, đến đây. Cô cho tôi mặc cái gì thế? Áo tàn. Có thể che đi mùi của người sống chúng ta. Cô mang theo cái gì thế? Không phải chúng ta sẽ đi xuống âm phủ sao? Tôi phấn khởi chết đi được. Nên chuẩn bị gậy tự sướng, kem BB chống nắng, mang cả tiền luôn đây. Sao vậy? Không đủ hả? Còn nữa nhé. Vàng, nén bạc, đủ mua cả căn nhà đấy. Trời ạ, chúng ta xuống âm phủ cầu cứu chứ không phải đi Hồng Kông mua sắm. Đồng sinh nói đúng, âm phủ biến hóa khôn lường, chúng ta chỉ có thời gian một nén hương. Nếu nhang đốt hết hoặc bị dập tắt, chúng ta sẽ đều không quay về được. Giỏi. Còn nữa, hãy nhớ kỹ, nếu dưới âm phủ có bất cứ ai nói chuyện với hai người cũng đều không được trả lời, không được ăn đồ ăn dưới âm phủ, nước cũng không thể uống. Đã nhớ chưa? Triệu tập Ngũ Lôi Công, phong hỏa tương thông, mở cửa địa ngục, đưa đến phong đô. Cấp cấp nghe lệnh, mở. Đi. Một, hai, ba. Đây là đâu vậy? Sao cổ anh hết nghiêng rồi? Đến âm phủ rồi. Mau cúi xuống, cúi xuống. Trời ạ, đó là gì vậy? Đó là những con ma mới chết. Hai tên phía trước là quỷ sai. Chúng nói gì vậy? Chúng bảo họ đừng khóc nữa. Khóc hoài làm chúng bực bội. Chúng cho họ nghỉ ngơi tại chỗ một chút. Vậy mà cô cũng hiểu à? Lạ sao? Tiếng chúng đang nói tiếng của ma. Chuyện thường mà. Người có tiếng của người, ma có tiếng của ma. Bọn ma đang nói chuyện với nhau. Gì vậy? Ăn đi. Đây là cây kê ma, ăn rồi sẽ nghe được chúng nói chuyện. Thật à? Mau ăn đi, nhanh lên. Nhanh lên. Đến rồi, cúi xuống, cúi xuống. Theo tôi. Khóc đi.
Đến rồi, đứng lại hết đi. Đó là nơi nào thế? Đó là trạm đầu tiên để đến âm giới, biếu thổ địa. Ngươi đi. Một linh hồn được sinh ra và chết đi đều phải đi qua miếu ở địa phương. Khi chương thọ của một người đã tận, âm binh sẽ cầm thẻ bài cầu hồn và giấy thông hành, đưa linh hồn đi qua miếu thổ địa đó. Tuy thổ địa công không có địa vị, nhưng lại là thần giữ nhà, nên không ai dám đắc tội. Phía hai bên bàn thổ địa công có hai lối đi. Một lối là thông giới thế giới Tây Phương Cực Lạc, một cửa là thông giới đường Hoàng Tuyền xuống âm tàu địa phủ. Kích thích thật. Đi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Khóc giống quá. Anh đói, đói chết đi mất. Nào nào nào, đặt rồi thì rút tay ra, đặt rồi thì rút tay ra. Thiên đường, thiên đường. 1, 2, 4, tiểu. Địa ngục, đưa đi, đưa đi. Đi, đi, đi. Các bạn tính to đó để làm gì vậy? Ý là nói, rồi sẽ có một ngày thần linh sẽ tính sạch nợ thiện ác với con người. Câm miệng. Đừng có nhiều chuyện. Nhanh lên, nhanh lên. Nhóm tiếp theo, nhóm tiếp theo. Nhanh lên. Thiên đường hay địa ngục? Địa ngục được rồi. Thú vị thật. Nào nào nào, chờ đã. Ngài xem đi, thổ địa gia, trên sổ hộ tịch không có ba người này. Ba người thật là to gan, dám tự ý xuống âm giới. Hay là thế này, các ngươi cược với ta một ván. Nếu thắng, thiên đường hay địa ngục, ta sẽ không hỏi đến. Muốn đi bên nào thì đi bên đó. Nếu thua thì sao? Nếu thua, ta sẽ khiến các người không có lối mà đi. Để tôi. Nào nào nào. Đi, nhanh lên đi. Thổ địa cha, ngài làm vậy, ngươi nghĩ người bình thường có thể đến chỗ chúng ta sao? Nó đã đến rồi thì chúng ta quản nổi sao? Nơi này là đâu? Sao mà khủng bố vậy? Đường Hoàng Tuyền. Đường Quang Tuyên, nhìn lên trên, không thấy nhật nguyệt trăng sao. Nhìn xuống dưới, không thấy đất cát. Nhìn phía trước, không thấy đường dương quang. Nhìn phía sau, không thấy bạn bè lối xóm. Đó là gì vậy? Đài Trọng Hương. Người xưa có câu, thế đến Đài Trọng Hương, ngắm quê nhà xong không quay lại được.
Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Làm gì đó, lo ngắm nhà ngươi đi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Sao trước mắt tôi lại là một màu tối mịt, không nhìn thấy gì hết vậy? Anh có phải ma đâu mà nhìn thấy gì? Làm hết hồn, cứ tưởng là tôi bị mù rồi. Cô sao vậy? Tôi nhìn thấy một thế giới chưa bao giờ nhìn thấy. Những người đàn ông ở trong đó đều xấu xí khỏe mạnh, người nữ thì xinh đẹp như hoa. Tôi không biết vì sao họ lại tàn sát lẫn nhau, máu me tơi bời. Vậy bây giờ cô thấy ổn hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Không sao, bệnh nghề nghiệp ấy mà, chứng lo sợ quá mức. Nhanh lên, nhanh lên. Đi đi, đi đi. Nơi nào vậy? Tôi biết, tôi biết. Đó chắc chắn là Mê Hồn Điện. Nhìn người phụ nữ đó xem, chắc chắn là mệnh bà. Cái bát đó chắc chắn là chứa canh mệnh bà. Canh? Cuối cùng cũng có canh để uống. Đừng có ngốc vậy. Nếu uống vào, nhớ thật sự không nhớ gì nữa thì phải làm sao? Không sao. Xem anh đây. Nhanh lên. Sao vậy? Nội ơi, con muốn uống sữa. Nội cái đầu anh. Canh này cũng không mạnh lắm. Anh, đứng ngay ra đó làm gì? Hết thật rồi. Anh hùng, đi thông thả. Mời. Tôi đi thôi, đi thôi. Tôi ít quá. Bà Mệnh, có phải bà ăn sáng ăn bớt cắt giảm nguyên liệu rồi không? Cút đi. Không sao, lát nữa vào Phong Thành Đô sẽ hết thôi. Đi nhanh lên. Đi.
Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Sao ở đây lại là ban ngày vậy? Đây chính là trạm cuối cùng của âm giới, cũng là nơi duy nhất có ánh sáng ở âm giới. Tất cả ma quỷ đều phải bị tiến hành thẩm tra ở điện Diêm Dương. Diêm Dương sẽ căn cứ vào mỗi một việc làm của người đó ở dương gian mà quyết định giáng người đó xuống tầng nào trong 18 tầng địa ngục. Tất cả họ là... họ là những con ma đã vượt qua 18 tầng địa ngục luân hồi. Họ đã bị trừng phạt thích đáng, sẽ sống ở đây cho đến khi hết kiếp ma, sau đó sẽ có thể chuyển kiếp đầu thai. Đúng rồi, tôi nhắc lại thêm lần nữa, không được nói chuyện với bất cứ ai, không được nhìn tay ngó đông, không được uống nước, không được ăn bất cứ thứ gì, làm thế sẽ bị tổn hại dương khí, nhớ chưa? Đặc biệt là anh đó đông. Đông sinh đâu? Chúng ta đi xung quanh tìm anh ấy xem. Nơi ma quỷ lạ nước lạ cái này, biết đi đâu mà tìm đây? Bỏ đi, hay là chúng ta đến điện Diêm Dương trước. Nếu chúng ta có thể tìm được tứ tượng, có lẽ hắn có thể giúp chúng ta tìm được Đông Sinh. Đi. Anh bạn, trả tiền đi. Mạng như vậy trả tiền gì chứ? Xem bói hả? Không lẽ đi tắm là đến chỗ ông sao? Ông bị bệnh gì thế? Cậu không phải ma, càng không phải người. Nghe ông nói sao nghe giống như là đang mắng người vậy? Thế tôi không phải người, không phải ma thì là gì? Chỗ đó của cậu bị sao thế? Chó cắn. Chó cắn. Sáu cõi luân hồi cậu đã nghe bao giờ chưa? Ông nói nghe xem. Sáu cõi luân hồi phân thành ba thiện ba ác. Ba thiện là cõi trời, cõi thần và cõi người. Ba ác là cõi súc sinh, cõi quỷ đói và cõi địa ngục. Thú vị đấy, thú vị. Càng thú vị hơn là vị huynh đài này không nằm trong sáu cõi đó. Đúng, tôi ở cõi thứ bảy. Thứ bảy là sao? Ống cống. Sao cậu không nói mình là ninja rùa luôn đi? Nhạt nhẽo. Đừng đi, còn chưa trả tiền mà. Ông chẳng bói ra được cái gì, sao tôi phải trả tiền? Nếu cậu không trả tiền, tôi hét lên đó. Phải, cứ hét lên đi, hét đi, hét đi. Ma quỷ đâu? Không trả tiền kìa. Xem bói xong không chịu trả tiền. Quan gia ơi, quan gia mau đến đây đi. Hắn chạy rồi kìa, quan gia ơi mau đến đi. Ở bên kia. Đứng lại. Uy hiếp, to can. Các người dám tự ý xuống âm phủ. Hồi báo đại nhân, chúng tôi việc cứu người cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhanh lên. Cư xử văn minh. Đông Sinh, Hà Hoa, Ngọc Nhi, sao hai người lại ở đây? Anh đi đâu vậy? Tôi... đây là người bạn mà hai cô nói. Đúng, anh ấy chính là Đông Sinh. Được rồi, ta đồng ý. Bao đại nhân, trước nay người thiết diện vô tư, sao hôm nay lại... cậu có thể tìm được tên họ của họ trên sổ đăng ký không? Không tìm thấy. Nguyên Phương, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thuộc hạ không biết.
Tứ tự mà các người muốn tìm đúng là làm việc ở chỗ ta. Chỉ là hôm nay hắn có nhiệm vụ không ở đây. Nhưng ta có thể giúp các người xuyên không về Nam Đường. Các người chỉ có thể làm những việc mà mình nên làm, tuyệt đối không được đảo lộn lịch sử. Cậu giúp họ thay y phục Nam Đường, tránh gây nghi ngờ. Chân, cảm ơn đại nhân. Các người theo ta đến đây. Được. Cái này sao hiện đại thế? Họ còn có cả súng đấy. Nhớ rõ, các người chỉ có 24 tiếng. Một khi thời khắc trôi qua, các người không ở âm giới, không ở dương giới, không ở cổ đại, không ở hiện đại. Thế chúng tôi ở đâu? Ta cũng rất muốn biết. Bởi vì đây là lần đầu tiên dùng đến nó. Hả? Sợ thì có thể không đi. Đi đi đi. Dù thế nào cũng chết cả. Còn nữa, trong lúc di chuyển không được hít thở, nếu không thời gian và địa điểm sẽ bị sai lệch. Đã hiểu chưa? Dân thưa sếp, đi. Nguyên Phương, đi này. Sau này nói với Steve Jobs. Xấu quá. Đến rồi. Đến rồi. Đây là đâu? Hai người nhìn xem. Đây có lẽ là huyệt mộ. Chúng ta mau vào đi. Được, nhanh lên, nhanh lên. Hỏng rồi, chúng ta đã đến muộn. Chết tiệt, tên bao công này chẳng được việc tí nào. Có phải lúc nãy anh thở đúng không? Không có. Anh chỉ đánh rắm thôi. Anh, đuốc vẫn chưa tắt. Có lẽ họ mới đi chưa được bao lâu. Đuổi theo. Đi đâu tìm đây? Tôi có cách. Đi đi. Lúc nãy cô nói gì với anh ấy vậy? Lát nữa cô sẽ biết. Bà nội, bà cố, bà sơ, tổ tiên ơi, tổ tiên ơi, vì giữ mạng, tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Lượng thứ, lượng thứ. Đi theo nó.
là ở đây. Sao cửa không đóng? Đứng yên. Cậu có quyền giữ im lặng, nhưng những gì cậu nói đều là chớ dẫn. Hắn bị sao thế? Quỷ lột da. Chắc chắn hắn đã bị trúng độc có trong cái xác. Ngày mai trời sáng, hắn nhất định sẽ chết. Sợi dây chuyền đó đâu? Sợi dây chuyền bị sư phụ của tôi lấy đi rồi. Vậy sư phụ của cậu đâu? Cứu tôi. Hà tất chứ. Cái chân khốn kiếp, chướng chiếu quá đi. Vừa là âm giới, vừa là xuyên không, cuối cùng còn phải an táng ngươi nữa. An táng này. Đạp chết ngươi, đạp chết ngươi, đạp chết ngươi, đạp chết ngươi. Đông Sinh, anh đừng quậy nữa có được không? Mau nghĩ cách gì đó đi. Tôi thì có cách gì chứ? Chúng ta sắp hết thời gian rồi. Cô có cách không? Tôi thực sự hết cách rồi. Tôi có cách. Em mau nói đi. Nếu anh là kẻ trộm mộ, vậy sau khi trộm được đồ, anh sẽ đi đâu? Đi bán lấy tiền. Đúng vậy. Vậy nên hắn sẽ đi bán lấy tiền. Nhưng Đại Chu Hậu mới chết không được bao lâu, chắc chắn không thể bán ở trong nước được. Muốn bán được số hàng này, chắc chắn ông ta phải ra nước ngoài. Nước ngoài? Vậy Mỹ hay Nhật? Anh hai à, bây giờ là hơn 900 năm trước công nguyên, làm gì có nước Mỹ hay Nhật của anh chứ? À đúng đúng, quên mất. Hai người xem, vị trí mà chúng ta ở là Nam Đường. Nơi này là nước Sở. Nơi này là Hậu Sở. Nơi này là Ngô Diệt. Còn nơi này là Đại Tống chưa được thống nhất. Đại Tống gần Nam Đường nhất. Vậy nên em đoán chắc ông ta sẽ đến Đại Tống. Đến Đại Tống chỉ có hai con đường. Một là đường thông thường, hai là đường núi. Hắn là trộm nên có tật giật mình, chắc chắn sẽ đi đường núi. Hắn mang tay nải nặng như chạy trên người, di chuyển không tiện, nhất định là đi chưa xa. Chúng ta đuổi theo chắc chắn vẫn còn kịp. Sao em đoán ra được hay thế? Em là tiểu thuyết gia mà, đương nhiên là bị đọc ra rồi. Vậy có đáng tin không chứ? Thế anh nghĩ cách đi. Bỏ đi, người chết rồi xuống đi bộ vậy. Đi. Núi này là của ta, câu này cũng của ta. Nếu ngươi muốn đi qua nơi này thì phải đưa lộ phí. Nếu dám hé răng nửa lời, ta sẽ giết chết không tha. Đưa cho ta. Tiêu rồi, tiêu rồi. Hắn chết là cũng đáng. Không phải, châu báu cũng rơi xuống rồi. Vậy không phải phí hoài công sức rồi sao? Hai người đừng ồn nữa, đi thôi, sắp đến giờ rồi. Thật là. Cuối cùng cũng đến rồi. Mau bỏ vào đó đi. Tôi sẽ đọc câu thần chú ngủ lôi, cho nổi nơi này là sẽ ổn thôi. Được. Bỏ vào chưa? Đông Sinh, anh sao thế? Dây chuyền đã bỏ vào đó rồi.
Nhưng cái xác thì không thấy đâu. Hả? Chạy mau. Không hay rồi, biến hình rồi. Phải làm sao đây? Hai người đi đi, giao lại cho tôi. Đi đi. Cửu diệu phục ai, nguyên thủy từ bi, tứ thời hợp vệ, ngũ cẩm giao quy, chân trương quán đái, nghiêm khiết thiên cơ, nguyên hoa tố minh, chân khí biến y, cấp tốc nghe lệnh. Ma tiên ba la la. Hà Hoa, Hà Hoa, cô không sao chứ? Đạo trưởng không sao chứ? Bây giờ bà ta đã không còn là cương thi bình thường nữa rồi. Bà ta đã biến thành ác ma. Ác ma? Đúng vậy. Bà ta uất hận mà chết, sau đó lại bị cưỡng bức. Bà ta hút tinh lực của đàn ông, lại còn hút máu của người. Hiện giờ chỉ dựa vào sức của tôi thì rất khó chế phục được bà ta. Hà Hoa,
Hà Hoa, cô giúp tôi hộ pháp. Được. Ngọc Thanh hữu mệnh, tóc chiếu dạng thần, thượng thông cửu tiêu, hạ siết u minh, trực phúc thần giám, và quỷ khu kinh, phục ma tróc tụy, hỏa tóc tương lâm. Các sư huynh hãy hiện thân. Phục ma trận bắt đầu tinh. Quynh không sao chứ? Không sao. Nếu là ác ma, bày tất tinh phục ma trận đối phó với bà ta chắc chắn không có vấn đề. Sao bây giờ bà ta lại lợi hại như vậy? Nói thật, để cũng thấy rất lạ. Trước đó bà ta đã uống máu của ai? Bà ta uống máu của Đông Sinh. Đông Sinh đâu? Đông Sinh chết rồi. Chuyện này là thế nào? Thưa đạo trưởng, trước đó Đông Sinh đã từng bị cương thi cắn. Trước đó chưa biến thân à? Chưa. Cũng giống như người thường. Chuyện xảy ra trước đó ta không biết, nhưng bây giờ cậu ta đã biến hình rồi. Ta phải loại trừ cậu ta. Xin đạo trưởng khai ân. Đừng cầu xin ta, ta cũng không nói sẽ giết cậu ta. Dù ta không bị thương, cũng chưa chắc ngăn được cậu ta. Huống hồ là bây giờ. Sư huynh, vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ điều có thể làm là hợp sức phong tỏa độc tố trong người cậu ta. Còn về sau này thế nào, chỉ có trời mới biết. Hai người đi ra sau đi. Bố trận. Sư huynh, sư đệ, nơi này giao lại cho đệ. Ta đi đây. Làm phiền sư huynh rồi. Ma nữ đâu? Ma nữ đâu? Tứ tượng, sao anh lại ở đây? Vừa nãy anh Ngọc Nhi. Tiêu rồi. Tứ tượng, tôi nói anh nghe, hai người họ gì tôi mà mới tới đây? Anh đưa tôi đi được rồi, thả họ ra đi. Mọi chuyện đã trôi qua rồi, bây giờ tôi sẽ đưa các người về. Cảm ơn tiền bối. Tin rằng đây là chuyên phận, huống hồ cô và ta là người cùng đạo. Cho cô cái này.
Đây là sau này mỗi khi gặp khó khăn gì, chỉ cần xoay chiếc nhẫn 3 lần, ta sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Ai đó? Mau đi thôi.